Hai người bằng nhau đúng không? Đâu một mét bảy ba bằng nhau ở đây nè. Dạ. Cho dù bạn mang giày cao hơn bạn kia nhưng mà bạn vẫn không cao bằng. Gì vậy vậy? Chiều cao thật là bao nhiêu? Cái thật đi. Xin mời thí sinh tiếp theo. Xin chào, mình tên là Nguyễn Hồng và mình đến từ Hải Phòng. Xin chào, mình tên là Heidi. Với cả Hồng, ước mơ của anh không biết là nó có trở thành mơ ước không? Nếu như gặp lại, anh lại vẫn muốn cái phần đùi của em nó bé hơn. Đấy cũng là ước mơ của em ạ. Ước mơ bao lâu rồi? Em ước mơ từ khi em gặp anh năm em 16 tuổi ạ. À. Em đã biết là cái phần đùi của em nó rất là to. Nếu mà ở một cái mức độ nào đấy thì cũng không quá to. Nhưng mà để trở thành người mẫu và trở thành top model thì nó phải nhỏ hơn một chút thôi. Nó phải săn chắc hơn nếu như mà nó không thể nhỏ. Còn ở đây thì nó cứ tròn tròn, nó cứ mỡ mỡ. Nhưng mà anh thì anh vẫn thích. Em cảm ơn ạ. Cơ thể khung xương bạn nó thì thích lắm. Dạ. Nhưng chung nó đúng là cái đùi phải nhỏ lại. Gặp lúc 16 tuổi, bây giờ là 21 tuổi rồi. 5 năm rồi cái đùi cũng chưa giải quyết được. Đi đạp xe nhiều vào. Đừng nghe lời chỉ nha. Đi chạy bộ, đừng đi đạp xe. Ngày nào em cũng chạy bộ đấy mà đùi em nó vẫn như thế này. Anh chạy bao nhiêu cây? Khi em vào đây thì em chạy công viên, ngày nào cũng chạy 10 vòng hết á. Bao nhiêu phút? Em chạy một ngày gần 1 tiếng. Lâu hết cân. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Và bình chọn của bạn này thì em cảm ơn bạn đấu vào. Phần bình chọn của bạn Lê Thanh Ngọc Quyên, anh chọn không? Quyên thì đối với anh sẽ còn phải có nhiều cái sự vất vả hơn nữa. Nhưng anh luôn luôn nghĩ rằng là ngoan thì cái gì cũng có, đúng không? Hư thì còn lâu. Và em luôn luôn là cái người làm cho anh vô cùng hài lòng khi làm việc. Biết là sao chị hỏi anh Trung trước không? Mất công chị say yes, anh đã bảo đưa quan hệ cá nhân vào hơi nhiều. Học trò em đấy. Thế à, thế là nhiều quá chứ còn gì. Nhưng mà con phải hỏi anh trước. Chứ mà em chọn trước là cái chết với anh à. Đấy, anh Trung chọn nha. Đó, thì chị chọn không nói gì. Nhưng mà em đang thắc mắc là hai người bằng nhau đúng không? Đâu, bé bé ba bằng nhau ở đây nè. Dạ. Yeah. Cho dù bạn mang giày cao hơn bạn kia nhưng mà bạn vẫn không cao bằng. Quyền thời gian. Chiều cao thật là bao nhiêu? Phải thật đi. Chiều cao thật của em 1m7. 1m7? 69 thôi, không vậy đâu. Mặc dù không thấp nhưng mà nhìn vẫn cao. Chứ còn hai bạn. Cô gái theo vô.